Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Nhang Hòa Nhập cũng bắt đầu thế nào. Chan cùng với nhóm của mình đang hội ý để cùng ra sân vào trận đấu bóng chày. Nhưng Nobita đã chuẩn bị vào sân thì Chan lại giữ lại vì trận đấu này rất quan trọng nên Nobita lại không được tham gia. Hãy đợi lần sau nhé! Nobita nghe xong thì tức lắm. Cậu ta bỏ về, thấy Shizuka cùng với đám con gái đang chơi ở bờ đê. Nobita chạy xuống xin chơi cùng, liền bị cười ngay vì con trai ai lại ngồi chơi xếp vòng hoa như con gái nhỉ. Nobita lại thở dài rồi đi về, gặp bà hàng xóm với mẹ mình đang nhiều chuyện. Nobita cũng tham gia vào, thế rồi liền bị mẹ bắn ngay. Con nít con nôi lại chó miệng vào chuyện của người lớn thế hả? Nobita mới lên tới phòng, lại nghe Doraemon đang nói chuyện ở trên mái nhà. Cậu ta liền lên trên rồi than vãn rằng chẳng ai chơi với mình hết, ngay cả mèo ú còn có bạn để tám chuyện. Thế rồi Doraemon đã lấy ra nhang hòa nhập, ấn công tắc này thì khói sẽ bay ra, cho khói bao quanh mẹ rồi hỏi cho con nghe với. Thế là Doraemon cũng được mời vào hội nhiều chuyện luôn. Nobita tức mình gọi Doraemon ra ngay, chứ nếu không mèo ú lại quên mất Nobita mới là kẻ cô đơn kia kìa. Doraemon kéo Nobita đi ra bờ đê, cậu ta chạy một vòng quanh đám con gái, sau đó thì xin chơi cùng. Đã được đồng ý rồi nhưng Nobita đan mãi cũng không xong một chiếc vòng, cậu ta vẫn bị ra rìa như thường nên Nobita bèn nảy ra một ý. Thế rồi tụi con gái đứa nào cũng phải khen chiếc cài áo của cậu thật đẹp, bù lại xem thì hóa ra nó chỉ là một con bọ hung, dọa cho đám con gái sợ chạy hết. Đang vui thì cậu ta lại ném bom vào hội nghị vậy không biết nữa. Chan và Sunio đi về đầy bực bội. Sunio nói rằng tại Chan mà đã thua 3 điểm rồi đó, liền bị cậu ta nổi điên và binh cho mấy cái vào đầu. Sunio trả đũa bằng cách khiêu khích Chan. Cậu ta sẽ về để ăn dưa lưới, loại dưa vàng đắt đỏ nhất và chắc chắn Chan sẽ không bao giờ được ăn. Chan gào lên hãy câm mồm và phắn về nhà ngay đi. Sunio cười nham nhở rồi chạy luôn. Doraemon và Nobita nghe thấy thì thèm chạy dãi. Hai đứa liền cho khói bay quanh nhà của Sunio rồi vào trong nhà như kiểu nhà của mình vậy. Sunio tức điên, sao hai đứa bay lại ở đây? Mẹ của Sunio liền ra mời hai đứa vào trong bàn ăn dưa. Nobita và Doraemon khen hết lời, mẹ còn quan tâm như hai đứa nó mới chính là con ruột của mình. Sunio lúc này lại có cảm giác khó chịu thế này là sao nhỉ? Nobita ăn xong lại dở giọng đòi hỏi mẹ con muốn ăn sô cô la. Mẹ Sunio liền vui vẻ lấy cho Nobita ngay. Sunio tức điên, nó là của con mà. Nobita, cậu thật là chưa chẽn, qua đây ăn trực còn đòi hỏi nữa. Mẹ Sunio liền gằn giọng này Sunio, không phải chúng ta là một gia đình hay sao? Nobita cũng chõm miệng vào, không phải là gia đình hay sao? Sunio giận tím mặt mà không làm được gì. Ăn no nê, hai đứa đi về. Nobita lại muốn đi chơi thêm. Doraemon dặn cậu nhớ đừng lạm dụng nó đó nha. Mới thế mà gặp chú cảnh sát, Nobita đã dở trò rồi. Thế rồi Nobita bắt chước điệu bộ của chú ấy, còn mượn mũ đội để cho oai nữa. Sau đó còn muốn mượn thêm cây súng, nhưng chú cảnh sát không cho. Cậu ta liền nhây lì và đuổi theo, phải mượn cho bằng được. Một bác vừa đi qua đường, Nobita liền mắng ngay, bác phải nhìn đèn tín hiệu mới qua chứ. Và một bà lão cũng đi tới hỏi đường, Nobita liền nói, bà đi tới đồn cảnh sát mà hỏi. Cậu ta đúng là không lịch sự chút nào. Chú cảnh sát thấy vậy liền vui vẻ chỉ đường giúp bà ấy. Nobita nhặt được 100 yên tính đi mua kem thì liền bị chú cảnh sát tịch thu lại. Chan giành chuyện của bạn, Nobita liền lấy dây trói tay cậu ta như tội phạm, khiến cho Chan khóc òa. May quá chú cảnh sát khuyên ngăn thì Nobita mới chịu cởi trói ra. Cậu ta còn dọa Chan lo mà liệu hồn, đúng là quá hống hách luôn. Nobita chơi chán rồi mới chịu trả mũ, sau đó đi tìm người khác để chơi cùng. Ra công viên thấy một cậu bé đang khóc, Nobita liền cho khói bay quanh rồi nói bây giờ chúng ta đã là bạn, cậu có chuyện gì thì hãy nói đi. Thì ra là ba tên đậu gấu đã lấy máy chơi game của cậu ấy. Nobita xui xẻo bị đẩy tới đòi lại chiếc máy chơi game, nhưng cậu ta lại sợ tím mặt rồi, tính hòa nhập thì bị túi nó giành mất cây nhang. Nobita sợ hãi bỏ chạy mất dép, để lại cậu nhóc kia chịu trận, nhưng lương tâm lại không cho phép. Nobita tay chân run bần bật nhưng vẫn ráng ngăn chặn chúng lại. May quá chú cảnh sát đã tới kịp thì tụi kia mới chịu bỏ chạy và tha cho Nobita. Nobita vui vẻ đem cây nhang về trả cho mèo ú. Đúng lúc này Chang đã tìm tới vì cậu ta nghi ngờ Nobita đang chơi khắp mình. Cậu ta giành lấy cây nhang và ấn nút, khói bay nghi ngút vòng quanh chú đào đường. Thế rồi chú ta liền mắng Chan và cậu ta cũng phải xuống làm như hai người đồng nghiệp. Tụi Nobita thì đứng ở trên cổ vũ tinh thần cho Chan, còn Chan thì lại gào khóc tôi đâu có phải là công nhân đào đường trời ơi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.